Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 15 tháng 8 năm 2023. Kính thưa quý vị, Social News đưa tin, vào lúc 16 giờ ngày 15 tháng 8, Cục Thủy văn Phúc Châu, tỉnh Giang Tây đã nâng cấp và đưa ra cảnh báo lũ màu đỏ. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, dự kiến trong khoảng 16 giờ tới, quận Đông Hương Mã sẽ có một trận lũ cao hơn mực nước cảnh báo khoảng 1,4m. Ở khu vực nước Yến Kiều của thị trấn Ngụy sẽ vượt qua mức nước cao nhất trong lịch sử. Mực nước cao nhất trong lịch sử là 35,32m vào ngày 22 tháng 6 năm 1998. Được biết, trong khoảng 2 giờ tới, đoạn sông Nghĩa Hoàng Thủy của thị trấn Đào Bì, huyện Nghi Hoàng sẽ xảy ra lũ lụt ở mức tương đương với cảnh báo. Khoảng 5 giờ tới, đoạn sông Tương Thủy của thị trấn Tương Sơn, huyện Sùng Nhân sẽ có lũ xấp xỉ mức cảnh báo. Trong khoảng 6 giờ tới sẽ xuất hiện lũ cao hơn mực nước cảnh báo khoảng 1,5m tại đoạn sông Bảo Đường thuộc thị trấn Công Tây, huyện Lệ An. Khoảng 7 giờ tới, ở đoạn sông Sùng Nhân thuộc thị trấn Ba Sơn, huyện Sùng Nhân sẽ xuất hiện một đợt lũ cao hơn mực nước cảnh báo trước khoảng 0,6m. Mực nước hiện tại của đoạn sông Lucy ở thị trấn Mạn Đầu Sơn, huyện Tử Tây là 158,76m, cao hơn 0,76m so với cảnh báo. Ngoài ra, mực nước hiện tại của đoạn Lâm Thủy thuộc thị trấn Phủ Bắc, huyện Lâm Xuyên là 38,81m, cao hơn mức cảnh báo 0,4m. Mực nước hiện tại của đoạn Liêu Gia Vạn của sông Phu Hê là 39,7m, dưới mức cảnh báo 1,6m và tốc độ dòng chảy tương ứng là 3.860m³ mỗi giây. Cục Thủy văn thành phố Phúc Châu, tỉnh Giang Tây đã nâng cấp và đưa ra cảnh báo lũ màu đỏ. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan như huyện Nghi Hoàng, huyện Lệ An, huyện Trùng Nhân, huyện Lâm Xuyên, huyện Cẩm Tây, huyện Đông Tương và huyện Nghi Hoàng tăng cường phòng chống và tránh nguy hiểm kịp thời. Phạm vi ảnh hưởng tại tỉnh Giang Tây là các quận Phúc Châu, quận Trùng Nhân, quận Lệ An, quận Nghi Hoàng, quận Cẩm Tây, quận Nghi Hoàng, quận Đông Tương. Còn tại Vạn Châu, Trùng Khánh, đây là lần thứ hai trong tháng này trời mưa lớn. Vào ngày 14 tháng 8, quận Vạn Châu, Trùng Khánh đã nâng cấp tình trạng khẩn cấp ứng phó với lũ lụt cấp 2 và yêu cầu tạm dừng công việc, tạm dừng trường học, tạm dừng kinh doanh, tạm dừng các hoạt động, tạm dừng tham quan, tạm dừng các chuyến bay. Sáng ngày 14 tháng 8, Cục Khí tượng thành phố Trùng Khánh cho biết 108 trạm đo mưa địa phương có mưa cực lớn và 395 trạm đo mưa có mưa lớn. Trong đó, trạm Long Bảo ở quận Vạn Châu ghi nhận lượng mưa lớn nhất lên tới 219mm. Theo bản tin CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ ngày 13 đến ngày 14, nhìn chung có mưa to đến rất to ở quận Vạn Châu, Trùng Khánh và mưa lớn ở một số thị trấn. Huyện Vạn Châu quyết định nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt lên cấp 2, lên ứng phó khẩn cấp cấp 1 vào lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 14. Tất cả các thị trấn, làng mạc và các đơn vị thành viên của Ban Chỉ huy Quốc phòng quận được yêu cầu cắt đường, đình chỉ công việc, tạm dừng trường học, tạm dừng kinh doanh, tạm dừng hoạt động vận tải, tạm dừng tham quan, tạm dừng các chuyến bay và các hoạt động khác. Cô Triệu nói với The Epoch Times rằng, vào ngày 13 và ngày 14 trời mưa rất to và trên đại lộ Nam Bình, quận Mới Giang Nam, quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh, nước ngập đến mức mọi người không thể ra ngoài và không thể đi làm. Do hệ thống thoát nước kém nên một lượng lớn nước từ một lỗ cầu đổ xuống, cả con phố bị ngập, ô tô bị ngâm trong nước. Cô cho biết vài ngày trước, một số khu vực ở Vạn Châu cũng bị ngập do mưa liên tục chứ không phải lũ lụt. Hệ thống thoát nước ở đây không thông suốt. Cô Trần ở Trần Gia Bá, quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh cho biết trời mưa rất to, một số nơi bị ngập lụt, xe buýt và giao thông bị đình trệ. Vào sáng ngày 14, những nơi cao hơn một chút vẫn còn một ít nước trên đường nhưng giao thông đã hoạt động trở lại. Một số ngôi làng và thị trấn bị ngập nghiêm trọng hơn. Nhà để xe của một số khu dân cư bị ngập nước. Phố cổ Ngô Kiều bị ngập lụt nghiêm trọng hơn lần trước. Cô Trần nói, con sông bên phải của khu vực địa phương hẹp, nước từ nhiều thị trấn dọc đường chảy vào sông ở đây không được êm ả. Thông báo chính thức của thành phố Trùng Khánh vào chiều ngày 14 cho biết, từ 8 giờ tối ngày 14 đến 8 giờ tối ngày 15, quận Vạn Châu của Trùng Khánh là khu vực có rủi ro rất cao và mức độ rủi ro khí tượng do thiên tai địa chất là cấp 1 với cảnh báo màu đỏ. Quận Giang Tân là khu vực có rủi ro cao và mức độ rủi ro khí tượng của thảm địa chất là cấp 2 với cảnh báo màu cam. Và 16 quận bao gồm quận Ngô Thiện, quận Khai Châu và quận Sát Bình Bá có một số rủi ro nhất định trong khu vực. Ngoài quận Vạn Châu, các nguồn tin chính thức của quận Giang Tân cho biết
Cục khí tượng Giang Tân đã nâng cấp và đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ vào lúc 5 giờ 10 phút sáng ngày 14, nói rằng đã có mưa lớn ở 7 thị trấn và đường phố như ở thị trấn Ngũ Đàn và thị trấn Berlin ở quận Giang Kim, thị trấn Tư Miên Sơn, thị trấn Quảng Hưng. Dự kiến lượng mưa ở 9 thị trấn và đường phố bao gồm thị trấn Ngũ Đàn sẽ tiếp tục và lượng mưa sẽ kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như sấm sét và gió giật. Lũ lụt xảy ra nhiều nơi ở Trùng Khánh trước đó trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 8. Theo báo cáo chính thức, tính đến 10 giờ sáng ngày mùng 5, chỉ riêng ở huyện Vạn Châu, Trùng Khánh đã có ít nhất 15 người chết và 4 người mất tích. Thưa quý vị, Tân Hoa Xã mô tả trận lụt ở miền Đông Bắc Trung Quốc vừa qua là tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua, trong đó thiệt hại nặng nhất là tỉnh Liêu Ninh. Nơi bão tố hoành hành suốt từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 8 khiến nhiều con sông ở thành phố Phủ Thuận bị tràn bờ. Ngoài ra, mưa còn làm ngưng trệ giao thông đường sắt, đường bộ và mất điện ở Phủ Thuận. Gần 2.800 binh sĩ đã được điều động đến để giúp đỡ người dân ứng phó với thiên tai. Chính phủ Trung Quốc hôm 14 tháng 8 đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp 3 trước tình trạng lụt lội ở Liêu Ninh sau khi ít nhất 54 người chết và 97 người mất tích tại tỉnh này. Với mức ứng phó cấp 3, cơ quan giảm nhẹ thiên tai sẽ cử một đội công tác đến khu vực thảm họa trong vòng 24 giờ và phân phát hàng cứu trợ trong vòng 48 giờ nếu thiệt hại được đánh giá khá nặng nề. Lũ lụt ở Liêu Ninh cũng khiến 1,8 triệu người bị ảnh hưởng, buộc 162.000 người sơ tán và hơn 6.100 tòa nhà bị sụp đổ. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế ở địa phương này ước tính khoảng 8,5 tỷ nhân dân tệ, khoảng hơn 29.000 tỷ đồng. Chính quyền tỉnh Liêu Ninh đã chi 140 triệu nhân dân tệ, khoảng 481 tỷ đồng để cứu trợ, đồng thời gửi lời bạt, chăn mền cho người dân đang khốn khó. Trong khi đó, bão lũ tại miền Nam Trung Quốc do ảnh hưởng của cơn bão số 1 đổ bộ vào đất liền. Trận bão đã làm chết 10 người khi quét qua tỉnh Hắc Long Giang và mưa lớn tiếp đó lại gây thêm hoảng loạn ở khu vực này. Mưa lũ cũng đã khiến hai đập thủy điện ở khu vực Nội Mông Trung Quốc bị vỡ. Người dân ở hạ nguồn phải sơ tán khẩn cấp. Reuters dẫn thông cáo của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết hai đập thủy điện ở thành phố Hồ Luân Bối Nhĩ bị vỡ vào chiều ngày 14 tháng 8. Đây là hai đập thủy điện có hồ chứa khoảng 46 triệu mét khối nước. Video đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một trong hai con đập bị nước cuốn phăng hoàn toàn, làm ngập các cánh đồng gần đó. Nguyên nhân khiến hai con đập bị vỡ là mưa lớn cuối tuần qua ở khu vực Hồ Luân Bối. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, lượng mưa đo được ở trạm thủy văn Morindawa cho thấy lượng mưa lên đến 223mm. Chính quyền thành phố Hồ Luân Bối cho biết đợt mưa lũ đã ảnh hưởng đến gần 17.000 người và nhấn chìm khoảng 23.600 ha hoa màu. Các cầu và cơ sở hạ tầng giao thông khác cũng bị hư hại. Trung Quốc có hơn 98.000 hồ chứa để điều tiết lũ, làm thủy điện và phục vụ giao thông đường thủy. Hơn 80% trong số đó đã có tuổi đời trên 40 năm. Một số có nguy cơ mất an toàn. Thưa quý vị, sau trận lở đất ở làng Yuansan, huyện tự trị Ufeng Thuja, thành phố Yichang, tỉnh Hồ Bắc, số người chết lại tăng lên. Tính đến 20 giờ ngày 15 tháng 8, đã có 7 người tử vong. Vào giữa đêm ngày 14 tháng 8, trang web của chính quyền huyện Ngô Phong, tỉnh Hồ Bắc của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin vào lúc 8 giờ tối ngày 14 rằng một người mất tích vào tối ngày 13 và đã được tìm thấy vào trưa ngày 14, nhưng anh ta đã thiệt mạng. Chiều ngày 14, thêm 2 người mất tích được tìm kiếm, cứu nạn nhưng cũng không còn sống. Tin cũng cho biết, trong số 5 người bị thương được tìm kiếm và đưa vào bệnh viện vào ngày xảy ra vụ việc, 4 người đã qua cơn nguy kịch và 1 người tử vong sau khi được giải cứu. Vào sáng ngày 14, Nhật báo Tam Hiệp đưa tin rằng 2 người mất tích đã được tìm thấy vào ngày 13. Một trong số họ còn dấu hiệu sinh tồn khi được tìm thấy vào sáng ngày 14. Và người còn lại cũng được đánh giá sơ bộ là không có dấu hiệu sinh tồn. Ngoài ra còn có 5 người mất tích. Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 12 tháng này, một vụ lở đất đã xảy ra ở làng Nhạc Sơn, quận tự trị Ngô Phong Thổ Gia và một công trường xây dựng trên đường cao tốc đã bị chôn vùi. Cùng ngày, 5 người đã được tìm thấy và 9 người mất liên lạc. 9 người này là công nhân công trường, trong đó có một người đến từ huyện Nghi Long, tỉnh Tứ Xuyên, 4 người đến từ tỉnh Ân Sư, 2 người đến từ Thập Yển và 2 người đến từ Nghi Sương. Tính đến ngày 14 đã có 2 người chết trong trận lở đất và 7 người mất liên lạc. Thông tin được công bố cho đến nay đã có 7 người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất này, còn 3 người vẫn chưa được tìm thấy. Gần đây, ngoài tỉnh Hồ Bắc, Cam Túc, Trùng Khánh, Thiểm Tây, Tứ Xuyên và các khu vực khác cũng xảy ra thương vong do lũ quét và lở đất. Ví dụ, hơn 37.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Ngô Kiều, Trường Lăng, Bạch Dương và 36 thị trấn và làng mạc khác ở quận Vạn Châu, Trùng Khánh và hơn 11.500 người phải di rời. Tính đến ngày 15 tháng 8, ít nhất 20 người chết và 8 người đã mất tích. Vào chiều ngày 13 tháng 8, một trận lở đất khác đã xảy ra tại thôn Nhạc Sơn, thị trấn Trường Lệ Bình, huyện tự trị Ngô Phong Thổ Gia tại thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc. Công trường xây dựng bên dưới ngay lập tức bị chôn vùi bởi lở đất.
Chiều cùng ngày, chính quyền địa phương cho biết ít nhất 1 người thiệt mạng, 6 người bị thương, 7 người vẫn mất tích. Vào sáng sớm ngày 13, theo báo cáo chính thức của thành phố Nghi Xương, vào khoảng 16 giờ ngày 12, một lượng lớn đất đá đã đổ xuống đỉnh núi ở làng Nhạc Sơn, thị trấn Trường Lệ Bình, khu tự trị Ngô Phong Thổ Gia, và trượt đến công trường của khu vực xây dựng thứ hai của đoạn đấu thầu đầu tiên của đường cao tốc Gia Lai, nằm ở giữa sườn núi sạt lở, dẫn đến bị thương và mất liên lạc. Những hình ảnh được các phương tiện truyền thông chính thức đăng tải cho thấy diện tích sạt lở quá lớn, đất đá va vào bức tường chắn bên dưới và bị vỡ hoàn toàn. Ước tính diện tích sạt lở tại chỗ là 500.000 m². Tính đến 4 giờ sáng ngày 13, tổng cộng 5 người đã được giải cứu, một trong số họ bị thương nặng và 9 người khác bị mất liên lạc. Tất cả đều là công nhân công trường. Đến sáng ngày 13, 2 người đã mất tích đã được tìm thấy, trong đó có một người không còn dấu hiệu sinh tồn. Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 7 người mất tích. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!